Phụng Thiên thừa giận, cũng thách thức danh hài Chiếu Diêm. Hôm nay Điền Quân đã giao cho ta trọng quyền xét xử vụ án cái thai quan. Vậy tên nào là thủ phạm Ngô Kế Quy? Bước xuống sân khấu quỳ xuống mà nghe ta phán xử. Bước xuống, quỳ xuống. Bước xuống đi. Sao mà bẩm quan cho ai nhấn chuông? Chỗ này xử mà được chứ ngầu dưới sao ta xử được? Người phải xuống quỳ xuống. Đúng. Nhưng mà bấm chuông. Có người bấm, người yên tâm. Thấy không? Không bấm. Con tiện dân kia quỳ thẳng lên. Mời tể tướng Trường Giang lên bấm chuông. Đài đó không đài hết phim đường. Tự nhiên tôi đang ở bề à, trên kêu người quỳ hả? Ta kêu người lết à. Nè một lát nữa nè, ông kêu cameraman đâu, lên cầm từ từ sớm cho ta điện. À lần đầu tiên lên điện luôn á. Bấm chuông nào. Anh biết. Anh bấm chuông anh biết sao tôi biết. Bấm chuông nào quỳ. Xa lá cây anh, xa lá cây. Dứt đại màu đỏ này khoan nha. Cho nên nó bấm mới bấm nha. Ừ. Màu đỏ là quẹo phải đó ông. Dạ. Để cho nè bấm bấm nha. Dạ dạ dạ. Mời bấm chuông. Ngô Kế Quy, sau khi chém đầu Trấn Thành, trong tôn sách khám lại hiện trường mới biết bào thai trong bụng của ngươi không phải của Trấn Thành mà 90% là của Trường Giang. Ta cho bắt Trường Giang. Trường Giang khai ra Khương Dừa. Bắt Khương Dừa khai thêm 6 ông quay phim. 6 ông quay phim khai thêm 7 ông hậu đài, 8 ông âm thanh, 9 ông ánh sáng. Vậy thôi ngươi, rốt cuộc cha ruột đứa bé trong bụng của ngươi là ai? Nhiều quá nhớ không nổi chứ gì. Nhìn ra đi. Hồi nãy mà em nghĩ là anh kết bằng cái câu 9 ông phải phim, 8 ông anh tâm, 10 ông ánh sáng. Ngô Kiến Quy, sao là đàn bà mà ngươi lan chạ dữ vậy? Có chút cái đầu sao có anh mà tại cái đầu ông, sao là... Ông phải kết cái đó chứ không còn thời gian nhiều nữa đâu mà ông. Bây giờ anh còn thử em nữa không để biết đường đặng lên. Dạ dạ, giảng tuồng anh có thể lên. Giảng tuồng em lên nha. Dạ, dạ, xin rồi. Trời ơi, giảng tuồng nữa chứ.